Xin chào các anh chị, quay lại với series học Abcd Abaker. Hôm nay chúng ta sẽ đến với một câu hỏi, một chủ đề tiếp theo mà chắc chắn là nhiều anh chị sẽ muốn biết trong quá trình mà chúng ta trang trí và hoàn thiện app, đó là có đổi được màu của tên cột không? Ví dụ như những cái cột thực tế này, tên bài học và hình ảnh này, thì chúng ta có đổi màu được tên cột này hay không? Thì câu trả lời ở đây là không anh chị nhé. Nhưng mà chúng ta có thể lách luật bằng một số những cái hình thức sau đây. Thì đầu tiên thì nói qua về việc thay đổi cho các hàng này thì nó dễ rồi đúng không ạ? Chúng ta sử dụng tính năng format ruler. Trong này thì chúng ta sẽ đặt các cái điều kiện ở đây. Ví dụ như là xếp loại quan trọng thì tô màu cho cột nào, highlight color cho icon là gì và highlight cho màu sắc của chữ là gì. Rồi ở đây thì chúng ta có chọn cỡ chữ này, gạch chân này, tô đậm này, in nghiêng này, viết hoa này, gạch ngang chữ này. Đó, tuy nhiên thì cái này chỉ ứng dụng được cho các dữ liệu trong dòng chứ không đổi tên được cho tên cột. Vậy thì đổi tên được cho tên cột thì chắc chắn là sẽ không rồi đúng không ạ? Nhưng nếu như chúng ta vẫn muốn có một cái gì đó để phân biệt các tên cột thì chúng ta sẽ làm như thế nào? Thì đầu tiên anh chị sẽ vào phần data bài học này, chọn đến bảng mà mình đang muốn gọi là phân biệt và đổi tên cột đi, tạm thời em gọi như vậy. Thì anh chị kéo sang phần này. Ở đây chúng ta có phần display name và description. Thì display name là chúng ta sẽ đổi tên cột, còn description là chúng ta sẽ đổi tên cột nhưng mà ở trong phần form, ví dụ như là ở trong này đi ạ. Đúng chưa? Thì nó sẽ đổi tên trong này là description. Còn ở bên ngoài này thì sẽ là display. Ở ví dụ như là phần tên bài học này, em muốn highlight cái tên cột này đi, thì em sẽ làm cách như sau. Đầu tiên là anh chị có thể tìm ở trên Google hoặc là vào hai trang run.vn hoặc là getemoji.com. Thì anh chị chọn ra những cái emoji này, những cái emoji có thể là những cái icon bằng màu sắc này, xanh đỏ này, tùy theo những cái icon mà anh chị có thể chọn được nhé. Ví dụ như là ở đây cái cột em sẽ lấy một cái màu xanh như này đi. Rồi thì em sẽ vào phần mà em muốn đổi tên. Ví dụ ở đây thì em đang muốn là cột nào ạ? Cột tên bài học đúng không ạ? Thì em sẽ kéo sang phần tên bài học này ở đây này. Em sẽ viết như thế này: tên bài học. Sau khi mà chúng ta lưu lại thì chúng ta sẽ load lại ở đây. Đó, như vậy thì nó sẽ có thêm một cái icon ở đây. Và nếu như các cột khác nhau mà chúng ta đánh icon như này thì nó cũng khá là dễ nhìn. Tất nhiên là nó sẽ không bằng được cái việc chúng ta tô màu rồi đúng không ạ? Nhưng mà đây thì cũng sẽ là một cách để cho anh chị có thể lách luật. Rồi, tương tự như vậy thì chúng ta sẽ làm cho các cột khác, cột thứ tự, cột hình ảnh bằng những cái icon khác. Ở đây thì chắc là em sẽ làm một cột ví dụ như này thôi. Và nếu như mà các anh chị có một cách khác để có thể đổi màu để cho cột, hoặc là chúng ta sẽ chờ đợi Abcd nó sẽ update được cái tính năng đổi màu cho cột để chúng ta có thể là đổi trực tiếp trong app luôn mà không cần phải dùng thủ thuật như thế này. Và nếu như các anh chị còn những câu hỏi nào khác liên quan đến Abcd muốn em giải đáp thì có thể để lại bình luận ở trong video này hoặc là đăng bài ở trên group để em có thể hỗ trợ giải đáp cho các anh chị. Cảm ơn các anh chị đã theo dõi. Hẹn gặp lại các anh chị trong những video tiếp theo.